Em này là một con đồng hồ sách trực tiếp từ Đức về. Đấy. Quai da rất là mềm, quai da xịn sò của một cái hãng chuyên về quai da. Đây là logo của đồng hồ này. Máy lộ cơ này, khả năng chịu cọt lên tới 36 tiếng này. Seri này. Mấy cái ít. Đấy. Đấy. Còn cái quan trọng là đây, dây da. Phao mốt nổi tiếng của hãng chuyên dây da. Đấy. Con này tổng thể thì có giả quang, kim kim và cọc số đều có giả quang, có một lịch ngày. Tổng thể rất đẹp. Đấy. Bạn mà thích con này thì bảo bạn chiến đấu. Đẹp màu đen, tất cả đều màu đen. À.